Minh Huấn xin chào cả nhà đến với kênh YouTube của HBK. Và hôm nay thì Huấn đang có mặt tại đại lý Toyota để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng của Huấn chiếc xe Land Cruiser đã nâng cấp lên bộ VXR Trung Đông, bao gồm 64 chi tiết cũng như là nhiều option khác. Và đây là chiếc xe mang biển kiểm soát là 30K62266, biển số rất là đẹp nha cả nhà. Biển số này thì khách hàng của Huấn cũng bỏ ra một số tiền khá là lớn để mua đấy. Và chiếc xe này thì đã đi được khoảng 1 năm rồi và bây giờ thì mới quay lại để nâng cấp lên cái bộ body kit, hay còn gọi là nâng cấp lên phiên bản Trung Đông VXR chính hãng. Phiên bản nhập nguyên chiếc 100% từ Nhật Bản và được Toyota Việt Nam phân phối trực tiếp cho đại lý lắp đặt cho khách hàng. Đó, chiếc xe đã được nâng cấp lên rồi và cả nhà thấy có thể là cái sự thay đổi của nó đã lên tới là 180 độ so với cái phiên bản trước nâng cấp. Cụ thể là phần cạn trước, cạn sau, hai bên cũng như là bậc lên xuống, đúng không ạ? Chiếc xe này thì khách hàng của Huấn đã nâng cấp là bao gồm 64 chi tiết, là bao gồm những cái bổ ốp trước này, mặt ca lăng trước, mặt ca lăng sau này, bậc lên xuống hai bên này, và khách hàng cũng lắp thêm cái ốp cửa và chữ Land Cruiser. Đó, sau khi nâng cấp xong thì cả nhà có thể nhìn thấy được ở phía sau xe thì cái bộ mặt đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì cái thiết kế cũ thì nó hơi cộc một chút, và sau khi lắp đặt xong thì bây giờ có thể thấy được là cái bộ body kit ở phía dưới đã được trang bị thêm và nhìn nó sẽ đẹp hơn và sport hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ. Cũng như là hai bên thì Huấn đã đồng thời lắp cho khách hoàn toàn là những cái ốp cửa này. Đó, cả nhà nhìn kỹ không ạ? Ốp cửa là một này, những cái cua lốp là hai này. Ốp tay nắm cửa là 3 này, bậc lên xuống này, và lắp đặt thêm bộ ốp cửa cũng như là cái chữ Land Cruiser và ốp gương nữa. Và ở phía trước thì cũng được thay thế bằng một cái bộ cản đằng trước rất là đẹp và thể thao. Những cái đẹp đằng trước cũng được thay đổi rồi. Và chiếc xe này hiện tại thì Huấn đã chuẩn bị giao cho khách hàng. Và nếu cả nhà xem cái video này đang có nhu cầu nâng cấp lên bộ VXR Trung Đông chính hãng thì hãy nhanh tay liên hệ hotline cho Huấn 0848 365 777 để Huấn liên hệ với tất cả mọi người cùng báo giá, chia sẻ cũng như là tư vấn chi tiết nhất cho cả nhà nhé. Tất nhiên là đây là chiếc xe chỉ mới nâng cấp lên cái bộ VXR cơ bản thôi, và khách hàng của Huấn thì còn mong muốn là lắp thêm cái giá nóc nữa, lò xo Trung Đông và nhiều option khác, nhưng mà vì thời gian cũng như là lịch đặt hàng chưa có sẵn nên là Huấn cũng chưa thi công được cho khách hàng. Và đây thì Huấn cũng có lắp thêm cho khách cái chữ Land Cruiser bậc lên xuống có đèn nha cả nhà. Nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Và nó sang trọng hơn, và bước vào thì nó sẽ sáng và nó cũng an toàn hơn cho chúng ta mỗi khi là bước lên và bước xuống nữa cả nhà nhé. Đó, chiếc xe này thì đã được hoàn thành rồi và Huấn cũng có đánh bóng cho khách hàng nên là xe nó như mới mặc dù đã đi được 1 năm rồi nhé. Và chuẩn bị ra cho khách hàng thôi ạ. Nếu cả nhà đang đi xe rồi mà muốn nâng cấp lên cái bộ này thì cũng có thể liên hệ với Huấn nhé để Huấn nâng cấp cho cả nhà. Hoặc là cả nhà muốn đặt mới 100% Land Cruiser LC300 cũng như là muốn nâng cấp luôn thì cũng liên hệ với Huấn, tại vì Huấn đang chuẩn bị thi công cho một số xe nữa. Và Minh Huấn quay lên để cho cả nhà xem, tham khảo cả nhà nhé. Sau khi nâng cấp xong thì xe rất đẹp, và tất nhiên là những cái option, những cái phụ kiện cũ của xe trên bản zin thì Huấn cũng có đóng gói lại và vận chuyển về cho khách hàng, hoặc là Huấn sẽ để luôn phía bên trong xe để khách có thể là tiện mang về. Và một lần nữa thì Minh Huấn xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh HBK cùng Minh Huấn. Và nếu bạn nhà có nhu cầu nâng cấp lên VXR Trung Đông thì hãy liên hệ hotline 0848 365 777 nhé. Xin chào cả nhà, hẹn gặp bạn nhà trong video lần sau ạ.